Long Minh, một thiếu niên thích hỏa ảnh. Dưới sự trợ giúp của hệ thống nhìn như ngẫu nhiên tiến vào hỏa ảnh thế giới, nhập vào người con trai của người giàu nhất Long Minh, dựa vào hệ thống hắn có thể chiêu mộ đến từng ninh gia cường lực đăng lâm nhẫn giới đỉnh điểm. Nhưng dường như mọi thứ không đơn giản như vậy. Chương 1 Ta xuyên Việt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Sử thi cấp nguy hiểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 3 Ai phái chúng ta tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Ác chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 5 Ác nhân cáo trạng trước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thỉnh Na Tru ăn cơm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Dê nướng nguyên con Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Na Tru mới nhẫn thuật bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Tu hành sắc dụ thuật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Vẽ xấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.